biết mình dễ tắt thở, Tổng Trọng đặt trước một tảng đá cản đường Tô Lâm. Tại hội nghị toàn quốc vào sáng ngày 9 tháng 7 dành cho Ban Bí thư và Bộ Chính trị, ông Phú Trọng không có mặt, thay vào đó ông Lương Cường là đại tướng quân đội thường trực Ban Bí thư phát biểu thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là một hội nghị quan trọng cho vấn đề nhân sự của Đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Với vai trò là trưởng tiểu ban văn kiện và trưởng tiểu ban nhân sự, nhưng ông Trọng vẫn không có mặt, chứng tỏ sức khỏe của ông đã rất yếu, không cho phép ông xuất hiện thêm nhiều lần. Hồi tháng trước khi ông Putin đến Việt Nam, ông Trọng đã xuất hiện với bộ dạng phù thủng và không thể tự đứng dậy. Lần này ông cũng vắng mặt, dư luận đã đặt câu hỏi tỏ tướng về khả năng xuất hiện của ông Trọng tại hội nghị Trung ương lần thứ 10 sẽ diễn ra trong vòng hơn 2 tháng nữa. Nguồn tin nội bộ cho biết rất có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu tại hội nghị Trung ương lần thứ 10 sắp tới. Sức khỏe của ông hiện nay đang ngăn cản ông tiếp tục công việc. Thông tin về việc ông Trọng rời ghế được dư luận chờ đợi rất nhiều, bởi người ta tò mò muốn biết sau khi ông rời ghế thì ai sẽ là người thay thế đây. Cho tới nay, nhiều dự đoán cho rằng Tô Lâm sẽ là nhân vật sáng giá nhất cho vị trí Tổng Bí thư sau khi ông Trọng nghỉ hưu. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khá thận trọng khi cho rằng khả năng ông Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư không cao như người ta vẫn tưởng. Nguyên nhân được lý giải là ông Trọng đã chuẩn bị một tảng đá rất lớn để chặn đường Tô Lâm. Nếu ông Trọng vì lý do bất khả kháng nào đấy không thể tiếp tục chức Tổng Bí thư của mình. Câu hỏi đặt ra là vậy tảng đá ấy là ai vậy? Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng việc ông Trọng chọn Đại tướng Lương Cường làm thường trực Ban Bí thư là có ý đồ. Ông dùng quân đội quản lý Ban Bí thư thay ông, mục đích để cản đường Tô Lâm chiếm ghế Tổng Bí thư nếu ông không còn. Thường trực Ban Bí thư được xem là phó Tổng Bí thư. Thông thường nếu cấp trưởng đứt gánh giữa đường thì cấp phó sẽ điều hành thay. Khi đó Tô Lâm muốn bước chân vào ngai vàng mà ông Tổng để lại thì phải bước qua người gác cổng đền Lương Cường, là một tướng quân đội. Trước khi nắm chức thường trực Ban Bí thư, ông Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là một vị trí có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, không thua gì Tổng tham mưu trưởng. Với mối quan hệ vốn có, ông Lương Cường sẽ đóng tốt vai trò là tảng đá chặn bước tiến của ông Tô Lâm. Mối quan hệ của ông Lương Cường trong giới quân đội đến nay vẫn là một ẩn số. Vào năm 2021, ông Lương Cường có sức mạnh chính trị ngang ngửa với ông Phan Văn Giang. Ông chỉ thua ông Giang vào phút chót. Giờ đây, với những mối quan hệ ấy, cộng với sự ủng hộ của các thành viên Ban Bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị khác, xem ra Tô Lâm khó lòng mà dẹp được Lương Cường sang một bên để mà băng băng về đích. Ông Lương Cường được đánh giá là không đủ mạnh để thắng Tô Lâm, nhưng ông hoàn toàn có đủ khả năng để cản đường Tô Lâm. Trước mắt, Tô Lâm không thể dễ dàng quật ngã Lương Cường như đã từng quật ngã Trương Thị Mai, bởi công an không được nhúng tay vào điều tra tướng tá quân đội. Mà một khi Tô Lâm không thể điều tra, thì vũ khí mà Tô Lâm sử dụng bấy lâu nay sẽ không còn hiệu quả đối với ông thường trực Ban Bí thư. Đến nay, ông Trọng vẫn chưa tắt thở. Nhưng chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, và thậm chí còn có khả năng xảy ra trong năm này. Khi đó Tô Lâm tung bài cũ cũng chẳng thể làm được gì Lương Cường, mà nếu không dẹp được kẻ cản đường thì người thất thế lại là Tô Lâm, chứ không phải ai khác cả. Việc chọn ông Lương Cường thay cho bà Trương Thị Mai được xem như nước cờ cao tay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đi nước cờ này, ông đã tính luôn trường hợp ông nhắm mắt giữa nhiệm kỳ. Mục đích chỉ để cản đường Tô Lâm chiếm ngôi. Xem ra ông Tô Lâm vẫn không phải là đối thủ của ông Trọng, cho dù ông Trọng có nhắm mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin biết mình dễ tắt thở, Tổng Trọng đặt trước một tảng đá cản đường Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Chính trường bất ổn, Tô Chủ tịch tiếp tục đánh, lần này sẽ nhắm vào ai đây?
chiều ngày 8 tháng 7, ông Lương Tam Quang đã cho Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Tuấn Hưng, đại tá, phó cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết tiến triển về vụ án liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh. Được biết, vụ án này bị khởi tố vào ngày 8 tháng 5 là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Công ty Cây Xanh Công Minh có một hệ sinh thái rất quy mô với 50 công ty trực thuộc. Những công ty này đã tham gia trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương với số tiền trúng thầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án này được dư luận quan tâm vì nó tương tự các vụ án tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An. Dư luận đồn đoán rằng kẻ đứng sau công ty Cây Xanh Công Minh là một nhân vật trong bộ chính trị. Đấy có thể là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, cánh tay phải của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nắm trong tay có đến 4 thanh kiếm để mà đốn củi đốt lò. Đấy là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp điều hành. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu. Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc đứng đầu. Và Bộ Công an do ông Tô Lâm đứng đầu. Hiện nay, một trong 4 thanh kiếm kia đã tạo phản. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thì hoạt động không mạnh vì người đứng đầu đang phải nằm viện. 2 thanh kiếm còn lại thì đang hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đang cho đánh vào 2 thanh kiếm này để làm tê liệt bộ máy đốt lò của ông Tổng. Để đánh vào Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đã chuẩn bị khá kỹ càng. Trước khi xới lên vụ án công ty Cây Xanh Công Minh, ông Tô Lâm đã cho em vợ là ông Vũ Hồng Văn cài vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú. Vòng vây của ông Tô Lâm cứ từ từ siết chặt quanh ông Trần Cẩm Tú. Hiện tại vẫn chưa thấy ông chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có phản ứng gì. Vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc được xem là cách mà Trần Cẩm Tú vâng lệnh Tô Lâm, quay nòng súng vào nội bộ của Ban Bí thư tự bóp cò. Tuy nhiên, Tô Lâm vẫn muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ ông muốn loại bỏ nhân tố Hà Tĩnh trong ban này để thay vào đấy là một nhân tố dễ bảo hơn, và trong tay Tô Lâm không thiếu người để mà chám vào vị trí quyền lực này. Từ nay đến Hội nghị Trung ương lần thứ 10 hứa hẹn sẽ có rất nhiều chuyển biến lớn trên chính trường Việt Nam. Càng gần tới ngày hội nghị, Tô Lâm càng cho đánh mạnh vào các phe phái của đối thủ để giành lấy lợi thế trên bàn đàm phán giữa các phe phái. Từ đó, Tô Lâm làm cho Bộ trưởng Bộ Công an đã dám đánh phủ đầu mọi thế lực, thì nay với vị thế tứ trụ và điều khiển cả Bộ Công an, Tô Lâm sẽ không nương tay cho bất kỳ ai. Cuộc chiến tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư đang gây ra những bất ổn rất lớn trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì nhắm vào ghế này, Tô Lâm cho đánh tất cả những ai cản đường mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng vì chiếc ghế này, mong già gần đất xa trời, Nguyễn Phú Trọng phải cố mà bám và cố chống trả. Ông Trọng không chống trả một mình, mong kéo bè kết cánh để cùng nhau chống trả lại Tô Lâm. Xem ra mâu thuẫn trong đảng ngày càng gay gắt và ngày càng khó thỏa hiệp hơn. Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn thấy một vùng xám xịt trên bầu trời Hà Nội. Mây đen kéo đến ngày một dày hơn và không có dấu hiệu tàn sớm. Thậm chí sau khi ông Trọng chết hoặc phải rời ghế cũng không có dấu hiệu ngừng cuộc chiến này. Tất cả các nhà đầu tư ngoại đang tìm mọi cách để tháo chạy và tương lai Việt Nam đang mang một màu xám xịt. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chính trường bất ổn, Tô Chủ tịch tiếp tục đánh, lần này sẽ nhắm vào ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.